Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ và yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một mẫu đồng hồ thùng bè của Pháp, VDES. Con đồng hồ này thuộc cái phân khúc giá tầm trung, dễ xài quý vị. Tầm giá chỉ hơn 7 triệu một tí thôi. Đây là con đồng hồ thương hiệu VDES của Pháp, rất là nổi tiếng ha. Có chiều cao là 60cm và chiều ngang là 40cm nha quý vị. Hai găng tay ha. Và cái mặt kính này, cái mặt số này là 22cm nha, rất là đẹp ha. Thùng quách bên ngoài còn rất là đẹp. Đây. Rất đẹp nha quý vị. Bây giờ em sẽ quay bên trong cho quý vị xem. Thì con này là kính lồi nha quý vị, kính còng còn luôn ha, kính còng gì còn luôn ha. Đây, kính lồi luôn quý vị. Quá chất luôn. Đấy, kính lồi luôn ha, quý vị nhìn kính lồi. Cái mặt này là 22cm nha quý vị, 22cm. 8 gông, 8 búa đánh bài Westminster huyền thoại nha. Bây giờ em sẽ test chuông cho quý vị xem ha. Tiếng chuông ngân vang rất là hay. Quá hay, chuông quá hay. Mặt số đây quý vị, cực kỳ đẹp ha. Make in round. Rồi. Thì với mức giá là 7 triệu 600 ngàn đồng, em bao vận chuyển toàn quốc. Máy móc dầu mỡ đã được lau dầu hết nha quý vị, máy móc lau dầu hết, chùa dầu hết rồi. Quý vị về chi việc treo lên dùng rồi ha, cân chỉnh chính xác về chi việc treo lên dùng thôi và thưởng thức 7 triệu 6 thôi nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.